Ở show tiếp theo này thì giám khảo là một cái người nhân giống cái giống chó làm việc, Doberman và Rottweiler, để xem là giám khảo đánh giá nó có khác biệt gì không. Husky vẫn vậy. Bedin Show, con thứ ba là con Bùn Pháp vậy. Tiếp theo là con Poodle. Tiếp theo nữa là một cái giống chó thuộc vào giống chó săn. Con này thì mình không nhớ tên. Tiếp theo là đại diện của nhóm 2, con Rottweiler. Sao này con Rottweiler mà lại có cả con Mimpin đấy nhỉ? Là sao? Là con Rottweiler này kèm Mimpin. Phần thi của Cookie đã xong, bây giờ phần thi của Husky. Thi của Husky. Tiếp theo này là phần thi của con Bùn Pháp. Bùn Pháp đen chả nhìn thấy gì cả. Tiếp theo là con Poodle. Cuối cùng là con Golden. Giám khảo sẽ cho con nào thắng? Dự đoán là con con gì nào, con nào, con gì, có lẽ là con Husky. Pasezi. Con này này gì? Thế con ba này con nào? Có cái này Bùn Pháp. Phần thi con chó đẹp nhất lứa tuổi baby từ 3 đến 6 tháng. Rồi 4 có 6 con chó tham gia. Trước trước anh ạ. Này, Doberman. Chơi đâu đi, bao nhiêu gái đẹp. Pomerian phục sóc. Ngắm đâu hết cả mắt. Bì gò. Ngắm
Lạc ra đồ. Chán bạn lắm. Chết đi. Ông anh ấy chỉ đi làm tí thôi. Hả? Chưa. Cho gấu đi chơi sáng trời phải làm à? Túi đéo có tiền, mặt luôn hả anh nhỉ? Bụt pháp. Rồi nha, đi về. Ngài giám khảo. Bom. Best baby. It's so. Ông chỉ mấy con này đi. Sa. Shiba Inu Bùn Pháp Bé Puppy Inso. Chỉ có hai con này. Lứa tuổi này ít chó. Còn con nào nữa không? Sao này có hai con kìa. Con bùn pháp và một con Shiba. Con chó đang phản đối dây xích. Bùn pháp ngó nghiêng gì. Hai con đều phản đối dây. Hai con này thì cân sức cân tài, đều phản đối dây. Có hai con này, một con nhất một con nhì thôi.